Các bạn Gen Z, nếu muốn tạo một không gian học tập mang đậm dấu ấn cá nhân và phong cách vintage, đừng quên lựa chọn bản kim lia khung gỗ nha. Hãy cùng trang trí chiếc bản này nhé. Với bản kim này, bạn có thể dễ dàng treo những bức ảnh của thần tượng mình yêu thích nè, ghi chú công việc hàng ngày và thêm vào đó vài tấm postcard xinh xắn, hoặc có thể trang trí thêm đèn led để tối bật lên cho bling bling. Bản kim lia khung gỗ không chỉ giúp cấp học tập của bạn trở nên gọn gàng hơn, mà còn là nơi để thể hiện phong cách và cá tính riêng. Hãy biến không gian học tập của mình trở nên đặc biệt và đầy cảm hứng. Mình hy vọng là các bạn có thể yêu thích cách trang trí này, và nếu có cơ hội hãy rinh ngay một chiếc bản để trang trí decor cấp học tập và làm việc nhé.